Một ngày hè đẹp trời và bạn nghĩ đi biển thì tuyệt biết mấy. Mặt trời chói chang và làn nước thật sảng khoái. Nhưng này, cái bóng dưới nước đó là gì vậy? À, nó vừa chạm vào chân bạn. Bạn vừa phát hiện ra một con quái vật to bằng chiếc xe Volkswagen Beetle đầu tiên của mình. Nó thậm chí không phải là cá mà giống con rồng hơn. Bạn quyết định ra khỏi nước ngay lập tức. Ai đó phải cảnh báo những người khác. Mọi người ơi, tránh ra đi, có thứ gì đó rất lớn ở dưới nước. Khi thu dọn đồ đạc trên bãi biển, bạn cố gắng nhớ lại mọi thứ mình biết về loài cá khổng lồ. Bạn hy vọng chúng không thể nhảy ra khỏi mặt nước và quyết định ở lại để tìm hiểu xem đó là gì. Ồ, chắc ai đó đã gọi lính tuần tra bờ biển. Khi xem TV, bạn hầu như chẳng bao giờ thấy họ lúng túng cả. Mà nói về TV, có khoảng 5 đội quay phim đang chạy đến. Ai đó đã nói về động đất sao? Một con cá thì liên quan gì tới điều đó chứ? Giờ đây họ đang sơ tán toàn bộ bãi biển. Chà, ít nhất thì bạn cũng đang đỗ xe cách đó không xa. Bạn bật radio trong xe của mình. Hôm nay một con cá mái chèo khổng lồ đã được phát hiện ở gần mặt nước biển. Toàn bộ thị trấn hiện đang được sơ tán vì loài cá chấn động này sống sâu dưới biển và chỉ lên cao đến mức đó để cảnh báo mọi người về những thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Bạn quyết định là sẽ không muốn ở gần đây khi điều đó xảy ra, vậy nên bạn đã khởi động và lái xe đi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu khi bạn ở đủ xa, bạn dừng lại và tra Google về loài cá này. Vậy, điều gì khiến cá mái chèo rời bỏ ngôi nhà thoải mái sâu gần 1 km dưới biển? Một số nhà nghiên cứu tin rằng chúng có thể cảm nhận được sự thay đổi điện từ trường xảy ra khi động đất dưới nước làm rung chuyển đáy đại dương. Thêm vào đó, cá mái chèo, loài cá có xương dài nhất trên thế giới, thực sự bơi rất tệ và không thể chịu được dòng chảy mạnh. Có lẽ đó là lý do chúng giặt vào bờ trước khi có sóng thần. Truyền thuyết xa xưa của Nhật Bản kể lại rằng loài cá da trơn khổng lồ có tên là Namazu sống ở đâu đó dưới các đảo. Khi tâm trạng thất thường, con quái vật đó sẽ quẫy đuôi và thế giới sẽ bắt đầu rung chuyển vì động đất. Oh wow, đó có phải là tia sét từ mặt đất không? Bạn chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây và khi đang chứng kiến trong sự ngạc nhiên, điện thoại của bạn có thông báo, tin tức đã được phát đi. Sét động đất hiếm hoi vừa được phát hiện ở khu vực ven biển. Chúng không xuất hiện trước mỗi trận động đất và có nhiều màu sắc cùng hình dạng khác nhau, từ những tia màu lam ngắn đến những tia sáng khổng lồ. Chúng như những du khách giữa các vì sao quyết định xem mọi thứ diễn ra như thế nào trên trái đất. Chúng có thể như các quả cầu sét kéo dài từ vài chục giây đến vài phút. Các nhà khoa học cho biết tất cả điều này là do một số loại đá nhất định như đá bazan và đá gabbro đã tích điện mạnh do động đất kích hoạt, giống như ai đó đã bật ắc quy khổng lồ trong vỏ trái đất vậy. Sét động đất đã được phát hiện trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ, từ Ý cho đến San Francisco và Nhật Bản. Các trận động đất lớn diễn ra sau chúng, có nơi chỉ cách vài phút nhưng có nơi lại cách nhiều ngày. Chờ đã, có phải là nay không? Xém chút nữa là bị lật xe rồi. Ồ, có cả một đàn luôn. Và những con chim bay thấp, chúng dường như mất phương hướng và bối rối. Hẳn là có thứ gì đó trong từ trường đã làm rối loạn khả năng bay của chúng. Bạn nhớ kiến thức sinh học rằng động vật và chim chóc có thể cảm nhận được động đất trước vài ngày. Đó có phải là cóc không? Chúng đang nhảy lên từ cái ao. Quá mạo hiểm để ở lại đó vào lúc này. Và cả đàn bò cũng đang nằm quay mặt cùng về một hướng. Chúng làm điều đó vì sự an toàn của bản thân, giúp mình không bị gãy chân trong trận động đất. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được cơ chế gì giúp chúng biết khi nào cần rời đi hoặc nằm xuống. Nếu biết thì con người có thể tận dụng được điều đó. Dù sao cũng đã đủ lý do để rời đi càng sớm càng tốt, nhưng tắc đường chính là thứ bạn không muốn vào lúc này. Có vẻ mọi người đang cố chạy trốn đến nơi an toàn. Âm thanh khó chịu đó là gì? Còi báo động ư? Ồ không, nó giống như hàng chục đứa trẻ đang khóc cùng một lúc trên nhiều chiếc xe khác nhau. Có vẻ như chúng cũng cảm nhận được động đất sắp xảy ra. Các nhà khoa học tin rằng điều này là do sóng EM tần số cực thấp đã tạo ra sự lo lắng. Bạn lái xe vòng quanh chỗ tắc đường để xuống cao tốc ven biển. Chà, mực nước đang rút quá nhanh. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy các rạn san hô dần lộ ra. Nghĩ rằng nộp phạt là cái giá hợp lý cho mạng sống của mình, bạn tăng tốc độ để chạy lên đồi. Thủy triều lùi là dấu hiệu rõ ràng của sóng thần. Nó di chuyển với tốc độ của máy bay phản lực sau một trận động đất dưới nước. Nước rút đi để các đợt sóng mạnh hơn tràn vào. Và nó đây, một bức tường nước đang ập đến ngay phía bãi biển, hoặc có vẻ như vậy. May mắn thay, bằng một cách nào đó, con sóng khổng lồ đang nhỏ đi khi vào gần hơn, và cuối cùng cũng không quá khủng khiếp khi chạm vào bờ. Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy một điều rùng rợn khác. Dòng nước cuồn cuộn kia là gì? Chúng đang hình thành các kênh và cuốn theo dòng biển cùng các mảnh vụn. Hình như có một khoảng trống trong các đường sóng. Não bạn hoạt động điên cuồng và nhớ lại, đây là dòng chảy rút xa bờ.
Thứ ác hiểm này có thể hạ gục cả một vận động viên bơi lội dày dạn. Chà, bây giờ có vẻ đã an toàn, nên bạn tấp vào lề để nghỉ. Ôi, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Bạn chụp một bức ảnh của bầu trời xanh đó. Ôi không, lại nữa sao? Sắc thái bất thường đó là sự pha trộn giữa màu đỏ từ mặt trời lặn và ánh sáng xanh của mây bão. Điều này có nghĩa là mây dông cực lớn và cơn lốc xoáy hoặc dông bão nghiêm trọng đang đến gần. Và có cái mùi gì đó trong không khí. Khi có dông bão đang đến gần, mùi hăng nồng và điển hình nhất mà mũi bạn ngửi được là mùi của khí ozone. Sự tích điện của các tia sét đã giải thoát nó khỏi độ cao lớn hơn. Có một mùi dễ chịu hơn là mùi mưa. Nước mưa đánh thức các phân tử trên cây cối, cỏ cây, bê tông và nhựa đường nếu bạn đang ở trong thành phố, và mùi thơm của chúng đã lan tỏa khắp nơi. Giờ thì dường như mùi đó đã di chuyển từ không khí vào ngay miệng bạn. Vâng, có vẻ như một cơn bão kèm sấm sét đang trên đường đến. Tất cả ion dương trong không khí mà tia chớp đã phóng ra sẽ bị trộn lẫn với ozone và nước bọt của bạn, tạo ra vị kim loại đắng trong miệng. Ôi, tóc bạn đang dựng đứng, và tiếng ro ro đó là gì? Nó đến từ đồng hồ của bạn, quá nhiều kim loại trong đó. Khi điều này xảy ra, các điện tích dương vô hình sẽ đi qua cơ thể bạn. Nếu không thể tìm nơi trú ẩn ngay, ít nhất thì bạn hãy tránh xa cây cối và các vật thể cao đơn lẻ. Và bạn phải tiếp tục lái xe đến nơi an toàn một lần nữa. Chà, đó là gì vậy? Bạn không thể nhìn thấy thứ gì cả. Ai đang ném bóng gôn từ trên trời xuống ư? Mưa đá như thế này thường sinh ra trong dông bão. Hạt mưa được đưa vào vùng siêu lạnh và cao của khí quyển nên đã đóng băng. Để được như vậy, gió phải thực sự mạnh. Nó thường đồng nghĩa với việc cơn lốc xoáy đang đến gần. Và tất cả lũ chim xích cánh vàng dễ thương kia, bạn nghe rằng khi chúng đột ngột cất cánh và bất ngờ thay đổi lộ trình thì có nghĩa là một cơn lốc xoáy nghiêm trọng đang đến gần. Các nhà khoa học tin rằng chim xích có thể nghe thấy sóng hạ âm tần số thấp do cơn bão tạo ra. Ngày hôm nay có thể trở nên tệ hơn nữa không? Ồ, cảm ơn ông. Là thứ mà bạn thích. Chúng có vẻ rất phấn khích với điều gì đó. Khi cảm thấy cơn bão đang ập đến, chúng sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ và nhanh hơn để hút nhiều mật hóa hơn trước khi bão đổ bộ. Và sau khi làm xong, chúng sẽ luôn quay lại tổ từ 10 đến 15 phút trước khi mưa lớn, ngay cả khi không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc nó sắp đến. Bí mật của chúng là những sợi lông siêu nhạy cảm trên lưng có thể cảm nhận sự tĩnh điện đến từ các đám mây bão. Yeah, bạn sắp về nhà rồi. Thật tốt khi trở lại và khỉ đột trên làn xe ô tô ư? Dường như chúng đã chiếm lấy nơi này. Chiếc ghế dài của bạn đang ở trên mái nhà sao? Và đám mây hình khủng long bạo rúa đó trông cũng không tốt. Mưa đỏ, bông tuyết có kích thước bằng một con voi. Ít nhất thì ngôi nhà trên cây vẫn còn ở đó. Ồ không, cơn lốc xoáy đang phá hủy nó. Vậy tiếng khoan đó là gì? Đó là đồng hồ báo thức của bạn. Quả là một giấc mơ kỳ lạ nhất từng có. Ít nhất thì ngoài kia trời đang nắng. Nếu mà đi biển thì tuyệt biết mấy. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé.